Hi guys, welcome back to another video about IELTS Speaking Part 2. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải một chủ đề nữa ha. Đó là chủ đề Describe a perfect job you would like to have in the future. You should say what it is, how you knew it, what it is like, and explain why you think this is perfect. Và trước khi đến với phần brainstorming thì mình hy vọng các bạn có thể bỏ ra vài giây để like cũng như để lại bình luận ha, để tăng tương tác cho kênh nhằm giúp kênh mình phát triển hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mình cùng đến với phần brainstorming. Rồi, người ta hỏi gì trả lời đó ha. What job is it? Thì mỗi người sẽ có một cái ý tưởng về cái công việc hoàn hảo ha. Thì đây mình đưa ra một số gợi ý mà nhiều bạn hay thích. Ví dụ như là being a flight attendant, tiếp viên hàng không, ha, a youtuber, rồi an actor, diễn viên, hoặc là a chef, đầu bếp ha. Rồi paraphrase cái đề này. Which is a job that I've always dreamed of having in the future. Đấy, một công việc mà mình đã luôn luôn mơ là được làm nó trong tương lai ha. Sau đó các bạn có thể nói sơ về công việc này là gì, what this job is all about. Mình có thể dùng cấu trúc là just so you know để bảo đảm rằng bạn biết ha. Ví dụ như YouTubers are those who make videos about and then upload them on YouTube to make money chẳng hạn. Right. How you knew this job? Mình biết công việc này như thế nào? Thì có thể nói lần đầu tiên mình biết cái công việc này ha, mình dùng cái bộ khung quen thuộc nè. If I'm not mistaken, I first knew this job about ví dụ như 2 years ago. At the time, vào thời điểm đó thì sao? Làm sao mình biết đến được cái công việc này ha? Tiếp theo, các bạn có thể đưa cái lý do vì sao công việc này nó lại là một công việc hoàn hảo. Right, there are several reasons why I think being a hoặc là an is an ideal job for me. For one thing, lý do thứ nhất ha. For another, lý do thứ hai. Besides, lý do thứ ba. Và kết bài, các bạn có thể nói là what you've been doing to prepare for it and how would you feel if you could take it. Ví dụ như là as a matter of fact, I've been trying my best over the past few years to improve myself and sharpen some skills related to this job in order to make sure that I will be a perfect fit for it. It would definitely be one of the best days of my life if I could take it. Đấy. Thì thực tế thì ha, tôi đã và đang cố gắng hết mình vài năm trở lại đây để gì? Cải thiện bản thân cũng như là cải thiện những cái kỹ năng mà liên quan đến công việc này để bảo đảm rằng là tôi sẽ là một cái ứng cử viên hoàn hảo, một perfect fit, là một cái gì đó rất là hoàn hảo cho cái công việc này ha. Và nó chắc chắn sẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi nếu như tôi có thể nhận được công việc này. Đấy, mình dùng để đa dạng thì ha. Đó là cái gợi ý của mình. Bây giờ mình cùng đến với bài mẫu của video ngày hôm nay. Rồi, thì mình sẽ chọn cái công việc là travel youtuber. Thì mình nghĩ là rất là nhiều người thích cái công việc này ha. Tại vì sao? Mình có thể đi du lịch, rồi vừa có thể kiếm tiền được nữa, và không có phải gì làm việc cho bất kỳ ai hết. Thì đó là khao khát của rất là nhiều người ha. Nên mình sẽ chọn cái công việc này tượng trưng. Rồi, I'm gonna talk about being a travel YouTuber, which is a job that I've always dreamed of having in the future. As a matter of fact, this job is relatively new and just appeared about 10 years back. Just so you know, travel YouTubers are those who pay a visit to different places of interest within or out of their countries and then share their experiences in a video format on YouTube to make money from it. From their videos, people can learn loads of fascinating things about a place, like its culture, cuisine, or lifestyle. The viewers are also given some insider tips so that they can have a better preparation in case they want to have a trip to that place. If I'm not mistaken, I first knew this job about 2 years ago. At the time, I was at home browsing YouTube to chill and came across a video called 800 Days Around Vietnam from Quai Lang Thang, who is a young Vietnamese YouTuber. In his video, he recorded his journeys to different destinations across our country and showed some breathtaking scenery of all the places that he has set foot in. He also shared some intriguing stories about his personal experiences at each place. I was quite inspired by the fact that he quit his 9-to-5 job to make his adventure, and that's when I decided I wanted to pursue this job. There are several reasons why I think being a travel YouTuber is an ideal job for me. For one thing,
I'm an avid traveler and I'm really interested in discovering new things about other places. So doing this job would give me a real sense of pleasure. For another, I love editing and making videos, so I wouldn't feel bored if I did it. And the best thing is, I wouldn't have to work for anyone. Or in other words, I would be my own boss. Ok, đó là toàn bộ bài mẫu ha. Mình sẽ cùng xem lại một lần nữa. Right, a travel YouTuber, which is, nhớ ha, nói lại, which is a job that I've always dreamed of, ha, nói âm lại, dreamed of having in the future. Tôi sẽ nói về gì? Cái công việc mà một cái người YouTube mà làm về du lịch. Một công việc mà tôi đã luôn luôn mơ ước có được trong tương lai, ha. Thực tế thì, as a matter of fact, mới dùng rất là thường xuyên này, ha. Công việc này thì tương đối là mới, relatively new, nhớ ha, relatively new. And just appeared about 10 years back. Appeared about, ha, nói lại luôn, appeared about 10 years back. Và chỉ xuất hiện tầm 10 năm trở lại đây thôi. Just so you know, đó. Trong trường hợp bạn không biết ha, thì travel YouTubers are those who, là những người mà pay a visit to different places of interest within or out of their countries, là những người mà gì? Du lịch tới những cái nơi thu hút khách du lịch khác nhau đó, places of interest, nó giống như là tourist attractions ha, trong hoặc là ngoài quốc gia của họ. And then share their experiences in a video format, nghĩa là experiences ha, và chia sẻ những cái trải nghiệm của họ ở định dạng video trên YouTube để gì? Kiếm tiền từ nó. Từ những cái video của họ thì vậy, mọi người có thể học được rất là nhiều những cái thứ thú vị. Loads of, ha? Loads of fascinating things about a place. Rất là nhiều những cái điều thú vị về một nơi như là its culture, cuisine or lifestyle. Nhớ ha, culture, cuisine or lifestyle. Văn hóa, này, ẩm thực hoặc là đời sống. Người xem, the viewers, thì cũng được cho những cái insider tips. Insider tips là những cái mẹo mà của người đã ở đó rồi ha. Họ cho mình những cái mẹo để mình có thể tránh hoặc là nên làm cái gì hoặc không nên làm cái gì á, do's and don'ts ha. So that they can have a better preparation in case they wanna have a trip to that place. Để họ có thể có một cái sự chuẩn bị tốt hơn trong trường hợp là họ muốn gì, đi du lịch tới đó, have a trip to ha. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi lần đầu biết về công việc này là khoảng 2 năm trước. Và thời điểm đó thì tôi đang ở nhà và gì, lướt YouTube ha, browsing YouTube để gì, chill là thư giãn ha. Và I came across, là tôi vô tình thấy cái video gọi là 800 ngày vòng quanh Việt Nam từ Khoai Lang Thang, một cái YouTuber người Việt ha. Rồi, trong cái video của anh ấy thì anh ấy ghi lại cái hành trình đến những cái địa điểm khác nhau, different destinations vòng quanh quốc gia của tôi. Chúng tôi là Việt Nam đó ha. Và showed some breathtaking scenery, nhớ ha, co-location, breathtaking scenery. Là gì? Cho chúng tôi thấy những cái cảnh quan rất là đẹp, đẹp ná thở của tất cả những nơi mà anh ấy đã đặt chân đến, là all the places that he has set foot in, đặt chân đến ha. Anh ấy cũng chia sẻ những cái câu chuyện hết sức thú vị, intriguing, là very interesting ha, intriguing, về những cái trải nghiệm cá nhân của anh ấy ở mỗi nơi, personal experiences. Tôi thì rất là giống như là được truyền cảm hứng. I was quite inspired by the fact that tôi được truyền cảm hứng bởi gì? Cái thực tế rằng anh ấy đã từ bỏ công việc văn phòng 9 to 5 job, office work, đã bỏ cái công việc văn phòng của anh ấy để gì, làm cái chuyến phiêu lưu đó. Và gì, đó là lúc tôi quyết định tôi muốn theo đuổi cái công việc này. Đấy, pursue this job ha. Rồi, có một vài lý do tại sao tôi nghĩ rằng trở thành một cái YouTuber về du lịch sẽ là một công việc lý tưởng cho tôi, như hoàn hảo vậy đó ha. Một những lý do đầu tiên là gì, tôi là một người rất là mê du lịch, an avid traveler, người rất là mê du lịch ha, avid nha, avid traveler. Và tôi rất là hứng thú trong cái việc mà khám phá những cái điều mới về một, về những nơi khác. Cho nên là làm cái công việc này sẽ give me a real sense of pleasure, là cho tôi gì, một cái niềm vui thú thực sự ha. Rồi, for another, lý do khác nữa là gì, tôi thích chỉnh và làm videos.
cho nên là tôi sẽ không thấy chán nếu như tôi làm công việc này. Và điều tuyệt vời nhất là gì? Tôi sẽ không phải làm việc cho bất kỳ ai cả. Hay nói cách khác, in other words, I would be my own boss. Nhớ là own ha, own boss, thì tôi sẽ là chủ của chính mình. Tức là mình làm chủ công việc của mình ha, mình không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai hết. Rồi, thì đó là toàn bộ nội dung của bài mẫu trong video ngày hôm nay. Hy vọng những cái từ vựng cũng như là những cái ideas của mình dễ hiểu và dễ áp dụng cho các bạn ha, để các bạn có một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới của mình. Nếu các bạn thấy video bổ ích, đừng quên like và đăng ký kênh và để lại bình luận ha, để tăng tương tác cho kênh nhằm giúp kênh phát triển hơn. Alright, that's also the end of today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos. Bye bye.